Vâng, cửa hàng ô tô Cô Đất Giải Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn. Chào mừng mọi người đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay ạ. Trong mấy ngày hôm qua thì em đã gửi cho đến cho quý vị anh chị bạn những cái mẫu xe sedan. Thì trong video ngày hôm nay em gửi đến cho quý vị anh chị bạn xem tổng hợp những cái mẫu xe 7 chỗ, 8 chỗ nhé. Bác nào đang có nhu cầu về chúng ta đi gia đình hay là chạy dịch vụ cũng như là kết hợp chạy taxi dịch vụ gia đình thì có rất là nhiều những cái dòng xe để các bác có thể tham khảo. Hiện tại thì những dòng xe 7 chỗ bên em đang có như Fortuner, Karen, Innova, Mitsubishi, Atrager hoặc là CRV các bác nhé. Đấy, tầm tiền tài chính chỉ tầm khoảng hơn 200 triệu thôi. Có những mẫu xe mà giá rẻ thì chỉ có loanh quanh tầm khoảng 200, hơn 200 một chút thôi. Các bác nhà mình đã có thể sở hữu ngay cho mình được những cái mẫu xe 7 chỗ, 8 chỗ hiện đang có trong cửa hàng của em ngày hôm nay. Vâng ạ, và trước khi vào video chi tiết thì rất mong mọi người ủng hộ cho bằng cách là like kênh, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Thì có một vài mẫu xe bên em đang giảm giá rất là sâu. Có mẫu xe em giảm lên đến từ 20 đến 30 triệu đồng một đầu xe cơ. Đấy, thì các bác có thể là xem video và chờ một vài phút thì em sẽ báo giá lần lượt tổng hợp cả bãi cho các bác xem nhé. Đó, một chiếc xe đang giảm giá cắt lỗ rất là sâu luôn. Con này con xe Honda CRV đời 2015 với động cơ máy 2.4 con nhé. Con này thì em giảm giá lên đến 25 triệu đồng một đầu xe này luôn. Đấy, con này giá của nó là 565 triệu đồng và bây giờ em giảm xuống còn 540 triệu đồng thôi. Một chiếc xe Honda CRV động cơ 2.4 phiên bản tự động nhé các bác nhé. Đấy, tư nhân chính chủ gia đình đi rất là đẹp luôn. Đó, giảm trực tiếp lên đến 20 đến 30 triệu đồng cho cái mẫu xe Honda CRV này. Bác nào đang quan tâm thì alo trực tiếp cho em. Xe bao zin bao đẹp cho mọi người, không lỗi nhỏ nhá. Bao chết bao tét cho các bác luôn. Đấy. Tầm tiền thì rất là hợp lý cho các bác có thể tham khảo lựa chọn rồi. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em nhé. Đấy, biển số cực đẹp luôn. Biển số đẹp hay xấu thì cũng đều là biển số của chủ xe rồi. Đấy, cho nên là các bác bên em bao rất hồ sơ cho các bác nhé. Bên em bao rất hồ sơ cho mọi người. Máy số zin, thân vỏ zin nhé các bác nhé. Đời 2015. Đấy, bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em. Đấy, 565 triệu bây giờ giảm xuống còn 540 triệu thôi. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Fortuner, một cái mẫu xe 7 8 chỗ, máy xăng, động cơ 2.7 tự động, hai cầu. Giá chào bán con này đời 2009 nhá. Giá con này thì là 315 triệu đồng nhé các bác nhá. 315 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Fortuner đời 2009 này. Đấy, một chiếc xe số tự động. Tư nhân chính chủ gia đình đi, dòng xe này không có ai chạy dịch vụ cả. Với dòng xe này chạy dịch vụ thì chắc chắn là không nuôi được nó rồi, đúng không ạ? Đó. Và bên cạnh đây em có một chiếc xe Innova. Con này thì một chiếc xe lành bền, đấy, tiết kiệm nhiên liệu nhất trong những cái dòng xe 7 chỗ nhá. Con này thì được sản xuất năm 2000 mấy nhỉ? Đời 2009 thì 10, hiện tại đang có 4 đến 5 xe cơ. Con này đời 2010 giá cực kỳ rẻ luôn, 215 triệu đồng. Đời 2010 bản G, bản đủ đấy ạ. Phiên bản số sàn, máy 2.0, máy xăng nhé các bác nhé. Đấy, 215 triệu đồng thôi. Bao ra tên cho mọi người luôn nhé. Đấy, giá thì bao rất hồ sơ nhưng bên em bao ra tên cho các bác luôn này. Đấy, 215 triệu ạ. Innova đời 2010. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Đấy, xe này trước kia chạy dịch vụ taxi rồi, máy số làm rồi nhé, sơn quay rồi các bác nhé. Đấy, con này thì nó là xe dịch vụ hoàn lương. Đấy, 215 triệu, rất là rẻ luôn. Và tiếp theo đây em có một chiếc xe Mitsubishi Atrager. Bác nào đang có nhu cầu về chạy dịch vụ thì em có thể bác có thể tham khảo cái mẫu xe này nhé. Con này là Mitsubishi Xpander đời 2018, động cơ 1.6, trang bị hộp số sàn. Đấy, phong dáng ngoại hình đẹp. Đấy, với động cơ 1.6 tiêu thụ nhiên liệu rất là thấp luôn. Đấy, dòng xe này chạy dịch vụ rất là ok. Đấy, giá tầm khoảng trên 400 thôi các bác nhé. 400 chút thôi, 400 có lẻ một chút thôi. Đời 2016 các bác nhé. Đấy, điều hòa đầy đủ, điều hòa. Đấy, điều hòa đầy đủ hết. Tư khí an toàn, hệ thống phanh ABS đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, giá chỉ có 400 hơn một chút thôi. Bác nào đang quan tâm đến dòng xe Xpander thì có thể tham khảo nhé. Tư nhân biển Bắc Ninh, con này thì đương nhiên là xe này không có đổi màu, không khoan đục. Và chúng ta có một chiếc xe tư nhân gia đình đi luôn, rất là đẹp, form mới. Toyota Innova đời 2016 bản E, trang bị hộp số sàn với động cơ máy 2.0. Con này được trang bị lên form mới nhé. Cuối 2016 thì nó được lên form này. Nội thất của nó là ghế da xịn sò. Đây các bác có thể xem, nội thất rất là đẹp luôn. Đó, phần tắp lô của xe đây các bác có thể xem nhìn này. Đấy, riêng về phần đời 2016 thì cái con này thì đã được trang bị lên
tất cả từ form đến phần nội thất nó được trang bị lên form mới hết rồi nhá. Đấy, giá thì tầm khoảng trên 400 triệu đồng. Đấy, giá chính xác là 439 triệu. Bao ra tên cho các bác nhá, 439 triệu đồng. Bao ra tên cho mẫu xe Toyota Innova form mới đời 2016, tư nhân gia đình sử dụng. Hồ sơ giúp cầm tay rồi thì bên em sẽ bao ra tên cho các bác luôn. Bao ra tên cho mọi người. Đấy, màu bạc nguyên bản các bác nhá. Xe gia đình sử dụng, máy số zin và thân vỏ đều zin. Cam kết và bao chất bao test cho các bác luôn. Đó, các bác nào quan tâm thì alo cho em. Và tiếp theo em có một chiếc xe Innova bản Z. Con này thì biển 17A23477, đời 2014, bản Z số sàn, màu vàng cát nha các bác nhá. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2025. Con này là một chiếc xe bản thiếu. Đấy, bản thiếu số sàn. Động cơ của nó là 2.0, xe dịch vụ hoàn lương và có đổi màu. Máy số zin. Đấy, có va chạm lanh quanh một chút, nói chung là không ảnh hưởng đến cột kéo taxi. Xe thì nói chung là dịch vụ taxi không tránh được các bác nhá. Đấy, còn về vấn đề mà đâm xô tai nạn nặng thì bên em cam kết cho mọi người là không có đâm xô tai nạn nặng luôn. Đấy, cột kéo taxi zin nguyên bản và máy số con này cũng là zin nhé các bác nhá. Máy số là zin nguyên bản luôn, đời 2014 ạ. Form mới, số sàn bản Z, bản Z là bản thiếu các bác nhá. 285 triệu đồng. Và tiếp theo đây em có một chiếc xe bản đủ Innova đời 2013. Đây, đời 2013 thì nó là form như thế này. Một chiếc xe tư nhân biển Hòa Bình, một chiếc xe gia đình sử dụng, hoàn toàn không chạy vụ taxi. Đây, đời 2013. Đây, con này đang nổ để nạp bình. Em sẽ tắt máy đi. Hết xăng, tắt máy đi, hết xăng mất. Đời 2013, trang bị hộp số sàn bản E, tư nhân chính chủ gia đình đi. Cam kết cho các bác chị bạn là không lỗi nhỏ nhá. Máy số zin và thân vỏ đều zin. Và giá con này là tầm khoảng 295 triệu đồng thôi. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, bao đẹp cho mọi người. Đấy, bao chất bao đẹp cho các bác nhá. Và bên cạnh đây em có một chiếc xe Toyota Innova. Con này sản xuất năm 2011. Đấy, con này là bản V tự động các bác nhá. Xe gia đình giá là 285 triệu. Một mẫu xe Innova bản V số tự động đời 2011. Đây là phần nội thất của xe nha các bác nhá. Nội thất rất là đẹp luôn. Đấy, động cơ 2.0. Innova dù bản thiếu bản đủ, form cũ form mới đều được trang bị động cơ 2.0 cả. Đấy, số tự động thì đương nhiên nó sẽ ăn xăng hơn một chút so với số sàn. Tự động thì nó sẽ ăn xăng tầm khoảng 10 lít, hơn 10 lít nhé. Tầm khoảng 11, 12 lít đấy ạ. Còn là số sàn nó ăn xăng tầm khoảng 10 lít. Đấy, ăn xăng tầm khoảng 10 lít cho số sàn. Còn là tự động thì tầm khoảng 10, 11, 12 lít nhé. Con này thì hồ sơ cầm tay sẵn rồi, em bao vào tên cho mọi người. Đấy, Innova đời 2011, số tự động 285 triệu đồng, bao ra tên cho các bác luôn. Đấy, xe bao đẹp. Và bên cạnh cũng là một chiếc xe số tự động. Đấy, Innova, Toyota Innova, con này đời 2014 nhé. Con này thì lên form mới hoàn toàn rồi. Với động cơ máy 2.0 phiên bản số tự động, tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, biển Hà Nội. Con này giá chào bán là 385 triệu. 385 triệu đồng ạ, cho mẫu xe Innova đời 2014 bản. Con này đời 2014 thì nó là bản G. Bản G số tự động các bác nhé. Đấy, tư nhân gia đình đi luôn. 385 triệu đồng cho mẫu xe này, bác nào quan tâm thì alo cho em. Đấy, xe bao đẹp cho các bác. Máy số zin và thân vỏ đều zin. Đấy, con này thì xe zin cả xe luôn, không lỗi gì hết. Và bên cạnh đây em có một chiếc xe Fortuner. Hiện tại Fortuner cửa hàng em đang có 4 mẫu xe cho bác lựa chọn. Hai con màu bạc, một con màu đen và một con màu xám lông chuột. Con này thuộc màu xám lông chuột nhé. Bao ra tên cho các bác, hồ sơ cầm tay sẵn rồi. 339 triệu cho mẫu xe Toyota Fortuner đời 2010. Với động cơ máy 2.7, số tự động nha, máy xăng 2 cầu. Đấy, dòng xe này thì rất là lành và bền. Mỗi tội thì nó ăn xăng thôi. Nó uống xăng, cái con này tầm ăn xăng tầm khoảng 15 lít nhé. Tịch sàn 15 lít cho các bác luôn. Đấy, đương nhiên đi rất là sướng rồi. Đi rất là sướng rồi. Đời 2011, 2010, 339 triệu. 339 triệu đồng, bao ra tên cho các bác nhé. Đấy, đời 2010. Em đang có 2009, 10, 12 và 13. Đấy, rất nhiều màu và rất nhiều giá cho các bác lựa chọn nhé. Con này đời 2010, 339 triệu đồng, bao ra tên ạ. Và tiếp theo là một chiếc xe Kia Garand. Một chiếc xe trang bị hộp số sàn đời 2014 hay 2015 nhỉ. Garand đời 2015, số sàn, động cơ 2.0 bản đủ nha các bác nhé. Một chiếc xe bản đủ số sàn.
Karen là một trong những mẫu xe 7 chỗ thương hiệu Hàn Quốc và giá của nó khá là rẻ. Tại sao mà giá nó rẻ hơn cùng so với rất là rẻ so với những dòng xe 7 chỗ như Innova? Thì cũng xin chia sẻ các bác một chút là dòng này thì đương nhiên là nó sẽ nội thất của nó sẽ không được rộng rãi như dòng Innova này. Nó sẽ chật chội hơn cái hàng ghế đằng sau. Phần đa người ta sẽ ngồi hai hàng ghế trước thôi, hàng ghế đằng sau thì nói chung là ngồi sẽ là chật chội. Đặc biệt hơn nữa, con này nó chỉ có dàn điều hòa đằng sau, dàn điều hòa thứ hai này thôi, chứ nó không có ba dàn điều hòa như cái dòng Innova nhé. Innova đặc biệt là nó sẽ có ba dàn điều hòa ở trên bên trên, cho nên là người ngồi đằng sau cùng như này cũng rất là mát. Nhưng mà con này nếu mà ngồi đủ người, đủ số ghế đằng sau thì cực kỳ là nóng. Đấy, form của nó thì nói chung là cũng khá là chật chội nếu mà dòng xe 7 chỗ. Con này đúng ra nó chỉ là nếu mà so sánh với cái dòng 5 chỗ gầm cao thì nó sẽ có như hợp lý hơn một chút. Con này thì đăng ký nó là 7 chỗ các bác nhé. Đăng ký là 7 chỗ cho nên là ngồi nó khá là chật chội. Đấy. Đời 2015 mà giá chỉ có 220 mấy triệu thôi. 220 mấy nhỉ? 228 triệu đồng thôi, bao ra tên cho mọi người nhé. 228 triệu đồng, Karen bản đủ số sàn máy 2.0. Nó có trang bị cơ khí an toàn, có hệ thống phanh ABS đầy đủ hết. Vâng, tiếp theo em có một chiếc xe Innova. Con này thì biển 17A01465. Con này được sản xuất năm 2009 nhé, xe gia đình. Giá là 225 triệu đồng nhé. Đấy, con này thì xe gia đình không khoan, không có đổi màu. Nói chung là dòng Innova thì đương nhiên là nó để chuyên để chạy dịch vụ rồi. Nhưng mà những cái con mà nó chạy dịch vụ gia đình thì nó sẽ đẹp hơn, đấy, giữ gìn hơn, còn là những cái dòng xe mà dịch vụ taxi hãng đấy. Chứ còn để mà nói là nếu mà Innova không chạy dịch vụ thì là rất là hiếm. Đấy, phần đa là những cái dòng xe 7 chỗ như Innova như này thì chắc chắn là sẽ có đã đưa không dịch vụ hãng thì sẽ có đã đưa dịch vụ gia đình. Đấy, động cơ 2.0 các bác nhá. Đời này thì đương nhiên là máy số làm rồi và sơn thì cũng sơn quây sơn phổm rồi. Đấy, 225 triệu. Đời 2009 ạ. Vâng, tiếp theo đây em có một chiếc xe Karen, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng biển Thanh Hóa này. Sản xuất năm 2016 nhá, một chiếc xe tư nhân gia đình đi. Hoàn toàn không có dịch vụ taxi gì cả nhá. Động cơ của nó là 2.0, một chiếc xe bản đủ nhá. Đấy, bản đủ có trang bị hệ thống tiết khí an toàn, có hệ thống phanh ABS. Con này tư nhân một chủ luôn. Nội thất con này thì bọc ghế màu da màu nâu. Một chủ từ đầu giá là 275 triệu đồng. Xe bao đẹp cho mọi người, máy số zin và thân vỏ zin nhá. Đấy, tư nhân gia đình sử dụng, không dịch vụ, không taxi. Một chủ tờ mới luôn các bác. Một chủ tờ mới. 275 triệu đời 2016 ạ. Để mà so sánh với dòng xe Innova đời 2016 thì nó loanh quanh tầm 340-350. Form cũ và tầm 400 hơn. Tầm 430 form mới thì con này thì đời 2016 Karen thì giá rất là rẻ rồi. Nó rẻ so với dòng xe Innova lên đến 100 triệu cơ. Đấy, cho nên là các bác có thể tham khảo lựa chọn với tầm tiền tài chính nhà mình hơn 200 nhé. Và đây em có một cặp Innova Fortuner. Đấy. Con màu bạc này thì đời 2013 và con màu đen bên cạnh là con đời 2012. Con này thì một chiếc xe, con này thì nó em rút hồ sơ cầm tay rồi, bao ra tên cho mọi người với giá là 401. 401 thì bao ra tên cho các bác nhé. Đấy. 401 thôi bao ra tên cho mọi người. Đấy, hồ sơ cầm tay rồi cho nên em sẽ bao ra tên. Đây tắt máy đi. Hồ sơ cầm tay sẵn rồi thì em sẽ bao ra tên cho các bác luôn. Xe bao đẹp cho các bác nhá, không lỗi lầm gì cả nhá. Máy số zin. Vâng ạ, máy số zin và thân vỏ đều zin. Đời 2013. Một chiếc xe số tự động. Đấy, động cơ 2.7, máy xăng tự động 2 cầu. 410 triệu đồng, bao ra tên chọn gói cho các bác chỉ cần nhận xe đi về thôi. Bao đẹp cho các bác nhá, không lỗi lầm gì cả. Đấy, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi và rút hồ sơ cầm tay sẵn rồi, màu bạc nguyên bản. Mỗi dòng này thì đương nhiên là đi rất là cực kỳ sướng rồi, mỗi tội ăn xăng thôi. Và tiếp tục đây em có một chiếc xe đời 2012. Con này cũng là một chiếc xe Fortuner, động cơ 2.7, máy xăng tự động 2 cầu. Và giá con này cũng loanh quanh tầm khoảng 300. Đấy, giá của nó là 395 triệu nhé. 395 triệu đồng đời 2012 các bác nhé. Một chiếc xe Fortuner, động cơ 2.7, máy xăng tự động 2 cầu. Đấy. Và giá con này chỉ có bao nhiêu ạ? 395 triệu đồng. Các bạn nào quan tâm thì alo cho em. Vâng, vừa rồi thì em vừa lên sóng gửi đến cho quý vị và các bạn một dàn xe, những cái mẫu xe 7 chỗ, 8 chỗ hiện đang có trong cửa hàng của em. Ngày hôm nay là ngày cuối tháng rồi, 28 tháng 2 rồi. Các bạn nào có nhu cầu sở hữu mẫu xe nào thì có thể tham khảo liên hệ trực tiếp với em nhé. Qua số điện thoại em sẽ ghi trên phần tiêu đề.
Và trước khi kết thúc video, rất mong mọi người ủng hộ cho bằng cách like kênh, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác trong game ôm từ lần sau ạ.